Dạ con kính đảnh lễ chư Tôn Đức à, dạ hôm nay giờ này thì chưa thấy Sư Nguyên Thông, không biết là cô Phong Lan có thể điền huyết cho Sư Nguyên Thông ngày hôm nay được không? Dạ đã thấy Sư Nguyên Thông rồi. Cho nên mục đích tha giá. Dạ không biết trong mình có nghe được là gì vậy không. Dạ con kính thưa đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, Thượng tọa Pháp Tân, Đại đức Tuệ Tri, Tu nữ Khánh An, Tu nữ Đàm Ma Chari. Xin chào tất cả quý đại hữu. Dạ kính bạch chị Tôn Đức, kính thưa kính thưa đức Tuệ Tri, không có thấy Sư Nguyên Thông, chắc con xin Sư Nguyên Thông vào rồi, con kính thỉnh Sư Nguyên Thông là một cái thầy giá. Nam mô Bồ Tát giới và chúng con kính thỉnh Sư Nguyên Thông cầm bích hạ. Dạ xin nhờ cô Lan Nhật Nguyệt điền huyết cho Sư Nguyên Thông ngày hôm nay à. Như là Sư Nguyên Thông đường truyền có chút vấn đề. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá. Để con xin được điểm khuyết cho Sư Nguyên Thông. Hôm nay thứ hai, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bồ Đề Tham Mắt trên Pho Talk. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối. Houston 8 đến 10 giờ sáng. New York 9 đến 11 giờ sáng. Cali 6 đến 8 giờ sáng. Paris 3 đến 5 giờ chiều. Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con là nhận nguyện thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức. Xin chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2020, Phật lịch 2564. Để tại hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya và Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, Thượng Tọa Giác Đẳng phân đoạn và chú thích bài 1 bài 001 kinh tu tập kinh các bạn pháp môn, sẽ do Thượng Tọa Tỳ Siêu giảng giải. Con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến hạnh túc thiện thệ thế gian giải,
Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu, bi biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bích Thầy Giả Sở Thế Lành Thầy, cũng còn kính chân Thượng Tọa Minh Hạnh đã được tình lễ Tam Bảo. Còn kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình trong bộ kinh bài số 001 kinh Pháp Môn Căn Bản Mula Pariyaya Sutta phân đoạn 1001 đến 004 sẽ do Thượng Tọa Tề Siêu giảng giải. Chúng con cũng thỉnh Thượng Tọa giác đẳng từ khi giảng nhập đại học. Nam mô Bích Thầy Giả. Nam mô Bích Thầy Giả. Kính lễ Chư Tôn Tề Siêu, đây là Chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hôm nay là ngày thứ hai được xem là khởi đầu một tuần lễ mới, và ngày hôm nay 15 tháng 6 năm 2020 cũng đánh dấu một ngày rất là đặc biệt, đáng ghi nhớ trong sự sinh hoạt của một Pháp Bồ Đề Tham Ma. Chúng tôi nói như vậy bởi vì thưa vị, hôm nay chúng ta trở lại giáo trình trung bộ kinh với bài kinh số 1, kinh Căn Bộ Pháp Môn. Một cái trường hợp rất là hiếm, là chưa bao giờ có xảy ra trước đây, là một cái giáo trình hoàn tất rồi chúng ta lại phải trở lại từ đầu để dạy hơn phân nữa, với cái mục đích là làm thế nào để cho có được một giáo trình đồng bộ. Điều thứ hai là ở trong tuần lễ này cũng là tuần lễ khởi sự, mà chúng ta có cái sự phân chia rõ ràng, có hai môn học sẽ được giảng ở trong rung của Pháp Bồ Đề Tham Ma. Thì trong tuần sẽ có hai ngày, thứ năm và chủ nhật là ngày giảng môn Atida, hay vừa giảng vi diệu pháp, và năm ngày còn lại thì chúng ta sẽ giảng trung bộ kinh. Và dĩ nhiên khi mà giáo trình trung bộ kinh đến bài 109 đã đồng bộ với những bài kinh sau rồi, thì chúng ta sẽ có một giáo trình mới, nhưng mà xem ra thì ít nhất là có khoảng hơn 3 tháng nữa chúng ta tiếp tục trở lại với giáo trình trung bộ kinh, có thể 5 tháng 6 tháng. Thưa quý vị, hôm nay chúng đi vào bài kinh đầu tiên của trung bộ kinh Căn Bộ Pháp Môn. Bài kinh này đặc biệt đề cập đến thế giới mà chúng ta đang có. Thế giới đó nói về sự hiện hữu của các sinh loại hay của các chúng sanh. Và những chúng sanh này sinh ra, hiện hữu và tiếp tục trầm luân là dựa trên cái quan niệm về ngã tính. Dạ, quan niệm về ngã tính.
Tôi là cái đó là tôi thích cái đó, tôi muốn cái đó. Bằng điều này đó, cho chúng ta một cái hình ảnh lớn tại sao mà ở trong những bài kinh trong Trung Bộ thường nhắc đi nhắc lại là một người tu tập phải quan sát từng phần của căn, của cảnh, của thức, của mắt, cảnh sắc, nhận thức, không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Ngã chấp đã ăn sâu vào trong tâm tư của chúng sinh. Và ở đây Đức Phật Ngài đề cập đến bốn hạng chúng sinh. Đó là phàm phu, bậc thánh hữu học, chư vị A-la-hán vô học và cái nhìn của bậc chánh đẳng giác. Bốn hạng khác nhau, cái nhìn đối với thế giới này khác nhau, và do vậy cái biết cũng khác nhau. Chúng ta sẽ nói về những cái tuệ tri, chúng ta sẽ nói về tưởng tri, tuệ tri, thắng tri, những cái biết mà thật ra mình chỉ đại loại không không khác nhau nhưng thật ra rất khác biệt. Thứ vì cũng như chúng ta đã nói nhiều lần là ở trong mỗi một cái bài kinh, ở trong mỗi bộ kinh, dù là Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Tăng Chi, Tôn Văn Thì, bài kinh đầu tiên là một bài kinh mà tương đối là chúng ta phải vận dụng đến sự suy tư nghĩ rất là nhiều, bởi vì chứa đựng nhiều ý nghĩa quan trọng. Riêng về bài kinh này đã được chú thích rất là kỹ lưỡng bởi nhiều vị học giả và trở thành những cái tài liệu rất là phong phú. Hôm nay chúng tôi có muốn lưu ý quý vị là trong cái bài kinh mà chúng tôi gửi quý vị có bốn cái chữ như vậy tôi nghe đó, quý vị mang khoa hỷ mang xuống sát với chánh kinh của bài kinh Nhật, tại vì lúc mà chúng tôi làm việc đó, chúng tôi lại để nhầm nó nằm ở phía trên cái phần bắt đầu, do đó quý vị khoan hỷ đem xuống cái phần chánh kinh dùng cho chúng tôi. Không biết nói như vậy quý vị có hiểu được không? Tức là mình vô đầu thấy có bốn chữ như vậy tôi nghe đó. Dạ, cảm ơn đại đức Thụy Trì, cảm ơn quý Phật tử. Bây giờ thì xin đọc cho phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh thực tập thời siêu vị giảng sư của chương trình hôm nay là ngày thứ hai. Bây giờ thì được giảng đổi lại là chúng tôi sẽ giảng ngày chủ nhật với môn A Tỳ Đàm và thượng tọa thời siêu sẽ giảng ngày thứ hai với môn Trung Bộ Kinh, và ngày thứ năm thượng tọa cũng sẽ giảng nhưng mà thượng tọa sẽ giảng Trung Bộ ở A Tỳ Đàm ngày thứ năm. Thì như vậy một ngày thượng tọa thời siêu cũng giảng hai ngày, nhưng mà một ngày là cho Trung Bộ Kinh, một ngày A Tỳ Đàm. Mời quý Phật tử quan hỷ đọc cho phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh thượng tọa giảng sư. Nam mô Bụt Thầy ạ. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ cảm ơn Hồng Lan cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ con xin điền khuyết cho Lăng và Nguyệt ạ. Con xin được đọc phần chánh kinh. Hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 6 năm 2020. Phật lịch 2564 giáo trình Trung Bộ Kinh Mạch-chi-ma Nikaya. Kinh số 1, kinh pháp môn căn bản Mula Bhatiya Giá Sutta phân đoạn 001 đến 004 dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn chú thích tỳ kheo Giác Đẳng sẽ được Ngài Tề Siêu giảng giải. Kinh số 1, kinh pháp môn căn bản Mula Bhatiya Giá Sutta. Như vậy tôi nghe. Dạ con xin sám hối. Tựa kinh của bản. Dạ con cho con đọc. Con xin đọc lại. Tựa kinh của bản tiếng Việt căn bản pháp môn có thể tạo nên ngộ nhận là pháp môn tu căn bản. Kỳ thật thì tựa kinh Phạn ngữ Mula Bhatiya Giá có nghĩa là cội rễ của vạn hữu. Thời ấy Đức Phật trú ở rừng Suphaga, Suputkatha. Tại đấy Đức Thế Tôn
Dạy về bốn hạng người có bốn cách khác biệt trong sự nhận thức về thế giới, do có liên hệ hoặc không liên hệ tới ngã chấp. Bốn hạng người được đề cập là phàm phu không học hiểu đạo lý bậc thánh, chư vị hữu học bậc A-la-hán, Thinh Văn và Như Lai Chánh Đẳng Giác. Đối tượng của nhận thức bao gồm A. Thế giới vật chất, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. B. Các sanh loại, sanh vật, chư thiên, sanh chủ, phạm thiên, quan âm thiên, biến tịnh thiên, quảng quả thiên, thắng giả, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tượng, phi phi tượng xứ. C. Tư duy trừu tượng, sở kiến, sở văn, sở tư niệm, sở tri, đồng nhất, sai biệt, tất cả, niết bàn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Tụ Lạc Utkatha trong rừng Suphaga, rừng hạnh phúc, dưới cội cây Sa La Vương. Tại chỗ ấy Thế Tôn gọi tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Những tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi, ta sẽ giảng cho các người pháp môn căn bản tất cả pháp. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vân, bạch Thế Tôn. Những tỳ kheo ấy vân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Không không một, nhận thức sai lạc của phàm phu. Lối nhận thức sai lầm của phàm phu không hiểu lẽ Phật gọi là tưởng tri, dựa trên ấn tượng phàm phu. Này các tỳ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần phục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần phục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Tưởng tri địa đại là địa đại. Vì tưởng tri địa đại là địa đại, người ấy nghĩ đến địa đại, nghĩ đến tự ngã, đối chiếu với đại, đối với địa đại, nghĩ đến tự ngã như là địa đại, người ấy nghĩ địa đại là của ta, dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liệu tri địa đại. Người ấy tưởng tri thủy đại là thủy đại, vì tưởng tri thủy đại là thủy đại, người ấy nghĩ đến thủy đại, nghĩ đến tự ngã, đối chiếu với thủy đại, nghĩ đến tự ngã như là thủy đại. Người ấy nghĩ thủy đại là của ta, dục hỷ thủy đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liệu tri thủy đại. Người ấy tưởng tri hỏa đại là hỏa đại, vì tưởng tri hỏa đại là hỏa đại, người ấy nghĩ đến hỏa đại, nghĩ đến tự ngã, đối chiếu với hỏa đại, nghĩ đến tự ngã như là hỏa đại. Người ấy nghĩ hỏa đại là của ta, dục hỷ hỏa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liệu tri hỏa đại. Người ấy tưởng tri phong đại là phong đại, vì tưởng tri phong đại là phong đại, người ấy nghĩ đến tự ngã, đối chiếu với phong đại, nghĩ đến tự ngã như là phong đại. Người ấy nghĩ phong đại là của ta, dục hỷ phong đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liệu tri phong đại. Người ấy tưởng tri sanh vật là sanh vật, vân vân. Người ấy tưởng tri chư thiên là chư thiên, vân vân. Người ấy tưởng tri sanh thú là sanh thú, vân vân. Người ấy tưởng tri phạm thiên là phạm thiên, vân vân. Người ấy tưởng tri quan âm thiên là quan âm thiên, vân vân. Người ấy tưởng tri biến tịnh thiên là biến tịnh thiên, vân vân. Người ấy tưởng tri quảng quả thiên là quảng quả thiên, vân vân. Người ấy tưởng tri a phi phu thắng giả là a phi phu
vân vân. Dạ con sai, con xin đọc lại. Á Phi Phu, thắng giải là Á Phi Phu, vân vân. Người ấy tưởng tri không vô biên xứ là không vô biên xứ, vân vân. Người ấy tưởng tri thức vô biên xứ là thức vô biên xứ, vân vân. Người ấy tưởng tri vô sở hữu xứ là vô sở hữu xứ, vân vân. Người ấy tưởng tri phi tưởng phi phi tưởng xứ là phi tưởng phi phi tưởng xứ, vân vân. Người ấy tưởng tri sở kiến là sở kiến, vân vân. Người ấy tưởng tri sở văn là sở văn, vân vân. Người ấy tưởng tri sở tư niệm là sở tư niệm, vân vân. Người ấy tưởng tri sở tri là sở tri, vân vân. Người ấy tưởng tri đồng nhất là đồng nhất, vân vân. Người ấy tưởng tri sai biệt là sai biệt, vân vân. Người ấy tưởng tri tất cả là tất cả, vân vân. Người ấy tưởng tri niết bàn là niết bàn, vì tưởng tri niết bàn là niết bàn, người ấy nghĩ đến niết bàn, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với niết bàn, nghĩ đến tự ngã như là niết bàn, người ấy nghĩ niết bàn là của ta. Dục hỷ niết bàn, vì sao vậy? Ta nói người ấy không liệu tri niết bàn. 002. Nhận thức của bậc đã chứng thánh quả nhưng vẫn còn tiếp tục tu học. Nhận thức của bậc thánh hữu học tri không chấp ngã. Này các tỷ kheo, có tỷ kheo hữu học tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vào vô thượng an ổn khỏi khổ ách. Vì ấy thắng tri địa đại là địa đại, vì ấy vì thắng tri địa đại là địa đại, địa đại vì ấy đã không nghĩ đến đại địa, không nghĩ đến địa đại, đã không nghĩ đến nghĩ tự ngã đối chiếu với địa đại, đã không nghĩ tự ngã như là địa đại, đã không nghĩ địa đại là của ta, không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy có thể liễu tri địa đại, vị ấy trắng thi, vị ấy thắng tri thủy đại, vân vân, hỏa đại, vân vân, phong đại, vân vân, sanh vật, vân vân, chư thiên, vân vân, sanh chủ, vân vân, phạm thiên, vân vân, quang âm thiên, vân vân, biến tịnh thiên, vân vân, quảng quả thiên, vân vân. A Phi Phu, thắng giả, vân vân, không vô biên xứ, vân vân, thức vô biên xứ, vân vân, vô sở hữu xứ, vân vân, phi tưởng phi phi tưởng xứ, vân vân, sở kiến, vân vân, sở văn, vân vân, sở tư niệm, vân vân, sở tri, sở tri, vân, đồng nhật, vân vân, sai biệt, vân vân, tất cả, vân vân. Vị ấy thắng tri niết bàn là niết bàn, vì thắng tri niết bàn là niết bàn, vị ấy không nghĩ đến niết bàn, đã không nghĩ tự ngã đối chiếu với niết bàn, đã không nghĩ tự ngã như là niết bàn, đã không nghĩ niết bàn là của ta, không dục hỷ niết bàn. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy có thể liệu tri niết bàn. 003. Nhận thức của chư vị A La Hán đã đoạn tận lậu hoặc là tuệ tri với cái nhìn như thật. Lại nữa, này các tỳ kheo, có tỳ kheo là bậc A La Hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Vị ấy thắng tri đại địa là đại địa, vị ấy thắng tri địa đại là địa đại, vị ấy không nghĩ đến địa đại, không nghĩ tự ngã đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy liễu tri địa đại, vị ấy thắng tri thủy đại, vân vân, hỏa đại, vân vân, phong đại, vân vân, sanh vật, vân vân, chư thiên, vân vân, sanh chủ, vân vân, phạm thiên, vân vân, quang âm thiên, vân vân, biến tịnh thiên, vân vân, quảng quả thiên, vân vân. A Phi Phu, A Phi Phu, thắng giải, vân vân, vô biên xứ, vân vân, thức vô biên xứ, vân vân, vô sở hữu xứ, vân vân, phi tưởng phi phi tưởng xứ, vân vân, sở kiến, vân vân, sở văn, vân vân, sở tư niệm, vân vân.
sở tri, vân vân, đồng nhất, vân vân, sai biệt, vân vân, tất cả, vân vân. Vị ấy thắng tri niết bàn là niết bàn, vị ấy thắng tri niết bàn là niết bàn, vị ấy không nghĩ đến niết bàn, vị ấy không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với niết bàn, không nghĩ đến tự ngã như là niết bàn, không nghĩ niết bàn là của ta, không dục hỷ niết bàn. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy đã liệu tri niết bàn. Bậc A La Hán. Hai La Mã. Lại nữa, này các tỳ kheo, có tỳ kheo là bậc A La Hán, các lậu hoặc đã tận tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Vị ấy thắng tri địa đại là địa đại, vị ấy thắng tri địa đại là địa đại, vị ấy không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Vị ấy không có tham dục, nhờ tham dục đã được đoạn trừ. Vị ấy thắng tri thủy đại, vân vân, họa đại, vân vân. Vị ấy thắng tri niết bàn là niết bàn, vị ấy thắng tri niết bàn là niết bàn, vị ấy không nghĩ đến niết bàn, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với niết bàn, không nghĩ đến tự ngã như là niết bàn, không nghĩ niết bàn là của ta, không dục hỷ niết bàn. Vì sao vậy? Vì vị ấy không có tham dục, nhờ tham dục đã được đoạn trừ. Bậc A La Hán. Ba La Mã. Lại nữa, này các tỳ kheo, có vị tỳ kheo bậc A La Hán, các lậu hoặc đã tận tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Vị ấy thắng tri địa đại là địa đại, vị ấy thắng tri địa đại là địa đại, vị ấy không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Vì vị ấy không có sân hận, nhờ sân hận đã được đoạn trừ. Vị ấy thắng tri thủy đại, vân vân, họa đại, vân vân. Vị ấy thắng tri niết bàn là niết bàn, vị ấy thắng tri niết bàn là niết bàn, vị ấy không nghĩ đến niết bàn, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với niết bàn, không nghĩ đến tự ngã như là niết bàn, không nghĩ niết bàn là ta, không dục hỷ niết bàn. Vì sao vậy? Vì vị ấy không có sân hận, nhờ sân hận đã được đoạn trừ. Bậc La A La Hán. Bốn La Mã. Lại nữa, này các tỳ kheo, có tỳ kheo là bậc A La Hán, các lậu hoặc đã tận tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Vị ấy thắng tri địa đại là địa đại, vị ấy thắng tri địa đại là địa đại, vị ấy không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Vì vị ấy không có si mê, nhờ si mê đã được đoạn trừ. Vị ấy thắng tri thủy đại, vân vân, họa đại, vân vân. Vị ấy thắng tri niết bàn là niết bàn, vì thắng tri niết bàn là niết bàn, vị ấy không nghĩ đến niết bàn, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với niết bàn, không nghĩ đến tự ngã như là niết bàn, không nghĩ niết bàn là của ta, không dục hỷ niết bàn. Vì sao vậy? Vì vị ấy không có si mê, nhờ si mê đã đoạn trừ. 004. Cái biết của Như Lai chánh đẳng giác là liễu tri, vì ngài thấu triệt duyên khởi của chư pháp. Này các tỳ kheo, Như Lai là bậc A La Hán chánh đẳng giác, thắng tri địa đại là địa đại, vì thắng tri địa đại là địa đại, ngài không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy?
Ta nói vì Như Lai đã liệu tri địa đại, Như Lai thắng tri địa đại vân vân, hỏa đại vân vân, Như Lai thắng tri niết bàn là niết bàn, tri niết bàn là niết bàn, Như Lai không nghĩ đến niết bàn, không nghĩ đến tự ngã, đối chiếu với niết bàn, không nghĩ đến tự ngã như là niết bàn, không nghĩ đến tự ngã như là niết bàn, không nghĩ niết bàn là của ta, không dục hỷ niết bàn. Vì sao vậy? Ta nói Như Lai đã liệu tri niết bàn. Đấng Như Lai, hai La Mã. Này các tỳ kheo, Như Lai là bậc A La Hán chánh đẳng giác, thắng tri địa đại là địa đại, vì thắng tri địa đại là địa đại. Như Lai không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến tự ngã, đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết rằng dục hỷ là căn bản của đau khổ, từ hữu sanh khởi lên và già và chết đến với loài sinh vật. Do vậy, này các tỳ kheo, ta nói vì Như Lai với sự diệt trừ hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự xả ly, sự từ bỏ hoàn toàn các ái, đã chân chánh giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như Lai thắng tri thủy đại vân vân, hỏa đại vân vân, Như Lai thắng tri niết bàn là niết bàn. Vì thắng tri niết bàn là niết bàn, Như Lai không nghĩ đến niết bàn, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với niết bàn, không nghĩ đến tự ngã như là niết bàn, không nghĩ niết bàn là của ta, không dục hỷ niết bàn. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết rằng dục hỷ là căn bản của đau khổ, từ hữu sanh khởi lên và già chết đến với loài sinh vật. Do vậy, này các tỳ kheo, ta nói Như Lai với sự diệt trừ hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự xả ly, sự trừ bỏ hoàn toàn các ái, đã chân chánh giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy Thế Tôn thuyết giảng, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Có dị bản về câu cuối của bài kinh. Thông thường các bài kinh thường kết thúc bằng câu Thế Tôn thuyết giảng như vậy, chư tỳ kheo hoan hỷ tín thọ. Nhưng bản sớ giải ghi rằng bài kinh được Đức Phật giảng cho các tỳ kheo vốn xuất thân là những học giả Bà La Môn. Bà La Môn giáo, những vị này không hoan hỷ vì đi ngược lại tính lý đại ngã của Phệ Đà. Tuy vậy, nhờ bài kinh này về sau những vị này chứng đắc đạo quả khi được nghe kinh Gotama, Gotamaka Sutta. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích tỳ kheo giác đẳng. Nam mô Bích Thai Giá. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tỷ Siêu từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Thai Giá. Con kính dâng mít đến Ngài ạ. Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Anh Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo Pháp. Kính lễ chư Tịnh Văn Thế Tôn.
Kính chào chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay bắt đầu chúng ta học lại giáo trình Trung Bộ, trở lại cho hoàn tất. Kể từ bài kinh số 1 cho đến bài kinh 109. Bài kinh hôm nay được gọi là Mula Paryaya Sutta. Ở trong bài kinh này mang cái tựa đề Mula Paryaya, nếu mà dịch là căn bản pháp môn thì người ta sẽ hiểu lầm. Vì nếu mà căn bản pháp môn thì cái chữ pháp môn bây giờ giá phải để phía trước cái chữ mù lá. Còn ở đây xài bây giờ giá tức là pháp môn, mà chữ mù lá có nghĩa là cội rễ hay là gốc rễ. Thật ra nếu nói theo trong chú giải thì cái tựa đề của bài kinh này chúng ta gọi là chiếc bát. Chứ không phải là hàm tận. Không phải là toàn bộ nội dung của bài kinh. Và Đức Phật là đều trình bày về cái gốc rễ của pháp. Mà chiếc bán ở đây có nghĩa là vì ở trong cái phân đoạn cuối cùng có đề cập đến một từ khi nói đến Đức Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác, người thắng tri đất là đất, do thắng tri đất là đất. Cho nên Ngài không có nghĩ đến đất và tôi năm bảy nhân thiết
Vâng. Không có quan hỷ với đất. Tăng kết sanh như tướng vì sao vậy? Nam đi được khát sa mù lăng mù lầm tí. Vì Ngài biết rõ hỷ tham là cội rễ của đau khổ. Cho nên ở đây khi mà nói đến dukkha samulang nandi, nandi dukkha samulang, Phật Hòa Trẻ Tí Phù Tát Xá Trẻ Rà Ma Rà Nàng Tí. Vì vậy cho nên ở đây đó, lấy cái chữ mu lăng trong trong câu này đó, là cội rễ của cái sự đau khổ, của sanh hữu, già và chết. Lấy cái chữ mu lăng này và làm cái tên cho cái bài kinh mu lăng Pariyaya. Pháp môn về cội rễ. Một điểm mà chúng ta chú ý với hơn nữa là ở đây có hai từ mà trong bản kinh dịch trùng nhau, thí dụ như Thư Vinh là phiền nàn đã tiếc, là không quan hỷ với đất hay là không quan hỷ với địa đại, thì cái chữ nát phiền nàn đã tiếc, phiền nàn đã tiếc với trường hợp này dịch trùng với cái chữ nandi, chữ nandi dukkha sambulang, nandi cũng dịch là dục thủy. Thưa quý vị, ở đây trong bản tiếng Hán chúng tôi không biết như thế nào, nhưng mà trong trường hợp này trong cái ngữ cảnh ban đầu, tức là không nghĩ đến tự ngã như là địa đại hay là địa đại là của ta vân vân, nên không có cái sự vui thích hay là không có sự thích thú trong trong địa đại. Chúng ta cứ dịch đơn giản như vậy mà nghe nó dễ dễ nhận ra, không có thích thú trong trong địa đại. Rồi đến cái câu cuối đó, đến cái phần cuối thì cái chữ cái danh từ nam đi, lúc bây giờ nam đi là đức khách sa mù lăng,
Nam ly là ngọn rễ của sự khổ đau. Thì lúc bây giờ chúng ta phải dịch là hỷ, hỷ tham. Nandiraga, Nandiraga ở trong bài kinh Chuyển Pháp Luân nói về tập đế đó, nói về khổ, khổ tập thánh đế đó. Thì Đức Phật lại dùng cái từ gọi là Nandiraga. Thì ở đây chỉ nói gọn lại là chữ Nandi thôi. Thì chúng ta thấy phân biệt rõ ràng hai trường hợp, chứ không phải lúc nào cũng dục hỷ, dục hỷ. Không có dục hỷ đất, không có dục hỷ đối với nước, lửa, gió, không có dục hỷ đối với cái bàn. Rồi ở dưới chúng ta xài chỉ dục hỷ nữa, thì trong trường hợp này từ Bali khác nhau chứ đâu phải giống nhau. Với hơn nữa tùy theo chỗ dịch, có chỗ động từ thì chúng ta không nên xài chữ Hán, mà chúng ta nên xài cái nghĩa thông thường. Bởi vì chữ Manyati chúng ta nhìn là nghĩ đến, Na Manyati là không nghĩ đến. Cái đó là chữ Nôm. Cái chữ Na Afinadati phải dịch là không thích thú, không thích thú. Vì mình không nghĩ đến đất nước lửa gió vân vân là của ta, cho nên không có thích thú. Thì trong trường hợp này đó, ở bài kinh có một vài điểm chúng tôi muốn trình bày lên để cho thấy những cái khía cạnh đó. Từ có thể là các bậc trí giả sẽ tìm ra được những cái mấu chốt khác để làm cái chìa khóa mở cửa cho thấu hiểu cái bài kinh này. Ở đây thì chúng tôi chỉ có mở ngõ ngay cái chỗ này thôi. Bây giờ chúng ta trở lại với ý nghĩa bài kinh. Kính thưa quý vị, trong bài kinh ngày hôm nay, Đức Phật ngài thuyết cho 500 vị tỳ kheo mà những vị tỳ kheo này ở tại Lichawi, và những tỳ kheo này sau, mặc dù sau khi xuất gia xong, nhưng mà các vị tỳ kheo đó có cái tâm ngã mạn, cái tâm kiêu mạn. Họ có được một cái kiến thức về kinh điển Bà La Môn giáo. Họ tự cho rằng họ thông suốt tất cả những cái triết lý của Vạn Pháp. Những gì mà Đức Phật biết thì họ cũng biết. Những gì mà Đức Phật thuyết họ cũng có thể thuyết. Họ có cái tâm kiêu ngạo như vậy. Đức Thế Tôn ngài biết rõ kiếp này là kiếp chót của họ, của các 500 vị tỳ kheo đó.
nhưng mà chưa phải lúc để duyên chín mùi cho họ giác ngộ. Trước hết là Đức Thế Tôn ngài thuyết để nhổ lên cái bụi tên kiêu mạn của họ. Cho nên khi mà ngài đi đến tại chỗ 500 vị tỳ kheo đến trú ngụ ở tại Ukkatha trong rừng ở Suphaga, lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên cái bài kinh này. Trước đây thì 500 tỳ kheo này nghĩ rằng những gì mà Đức Thế Tôn thuyết chúng ta đều hiểu hết. Nhưng mà bây giờ khi mà thuyết xong bài kinh này đó, Đức Thế Tôn mà thuyết bài kinh này họ không hiểu gì hết. Với lại những cái này là chỉ có Đức Phật là ngài mới thiện xảo trong vấn đề thuyết pháp. Ngài biết rõ cái tâm tánh của chúng sanh. Cho nên lúc đó ngài thuyết như vậy kinh này là nó đi ngược lại với cái quan điểm của Bà La Môn giáo. Thì các vị tỳ kheo đó trước đây cứ chấp theo cái quan điểm của Bà La Môn giáo, chưa có thể cởi mở được, cho nên họ tự hào là họ cũng có cái kiến thức thì những gì, những cái triết lý gì mà Đức Phật hành thuyết là họ đều hiểu. Nhưng mà sau khi nghe xong bài kinh này thì họ không hiểu. Vì không hiểu cho nên họ không có hoan hỷ, họ chưa có hoan hỷ. Đúng ra chúng ta gọi là chưa hoan hỷ. Và trong chú giải nói rằng là đến khi mà Đức Thế Tôn ngài một thời gian sau khi mà ngài ở tại Vesali và ngài thuyết cái bài kinh Gotamaka Sutta, thì lúc đó 500 vị tỳ kheo này mới chứng được quả La Hán với tuệ phân tích. Mặc dù có một vài vị bản với bài kinh này, có một vài bản khác thì họ chắc có lẽ là khi mà chư vị ghi chép lại đó, thì các vị mới suy nghĩ là phải làm sao để đọc cái bài kinh cho thấy có kết quả tốt đẹp, nên mới để là sau khi Đức Thế Tôn thuyết, Đức Thế Tôn đã nói như vậy, các vị tỳ kheo hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Thì ở đây ngài Minh Châu ngài mới giải thích rằng là cũng rất có thể là cái hội chúng mà nghe Đức Phật thuyết đó, Đức Phật ngài thuyết cho đối tượng 500 vị tỳ kheo Lý Châu Nghi, thì những vị này chưa có cái sự hoan hỷ. Nhưng mà các vị tỳ kheo mà đi theo Đức Phật đó, hội chúng của Đức Phật đi đâu có 500 vị tỳ kheo vây quanh, thì Đức Thế Tôn thuyết như vậy thì 500 vị tỳ kheo đó có sự quan hệ với Đức Phật. Trong 500 vị tỳ kheo đó tất nhiên là có những bậc A La Hán, những bậc hữu học, những bậc vô học. Cho nên các vị đã quan hệ lời Thế Tôn dạy sau khi thuyết. Nhưng mà ở trong chú giải nói rõ ràng là riêng về 500 vị tỳ kheo đối tượng mà Đức Thế Tôn ngài nhắm đến để ngài thuyết pháp, thì 500 vị tỳ kheo nghe xong bài kinh này vì không hiểu chi hết cho nên không có sự hoan hỷ, chưa có sự hoan hỷ. Đây là một điểm mà chúng ta cũng phải chú ý nữa. Thì bây giờ thưa quý vị, trong bài kinh này Đức Phật ngài
thuyết về cách nhìn khác biệt với sự nhận thức khác biệt giữa bốn hạng người. Bốn hạng người đó tức là hạng phàm phu, vô văn, không học hiểu pháp Phật Thánh. Hạng người thứ hai gọi là các bậc hữu học, từ Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, A Na Hàm. Thứ ba là bậc A La Hán thinh văn, là những bậc vô học, là những bậc đã thành mãn đời sống vọng hạnh. Và cuối cùng hạng người thứ tư là Đức Như Lai chánh đẳng giác. Thì bốn hạng người này có cái sự nhận thức các pháp có sự sai khác. Các pháp nhận thức, cái đối tượng của sự nhận thức đó là gì? Là bao gồm 24 đối tượng để nhận thức. 24 đối tượng để đó là về cái thế giới vật chất thì có đất, nước, lửa, gió, gọi là địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại. Hai mươi sanh loại là sanh vật, chư thiên, sanh chủ, phạm thiên, quang thiên, biến tịnh thiên, quảng quả thiên, thắng giả, không vô vi xứ, tứ vô vi xứ, vô sưởng xứ, phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Ở đây khi mà nói đến hai mươi sanh loại đó, ở trong này chúng ta có một vài từ mà chúng ta cần phải biết rõ thôi, còn những từ khác thì chúng ta hiểu. Sanh loại đây là chỉ cho tất cả chúng sanh ở dưới, chúng sanh dục giới mà ngoài sáu cõi trời, tức là cõi nhân loại, rồi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cái này gọi là phù tát. Vậy là gọi là sanh vật. Còn chư thiên ở đây tức là ám chỉ cho các vị trời ở sáu cõi trời dục giới. Tiếng sanh chủ là ám chỉ cho ma vương thống lĩnh tất cả các sinh loài. Từ phạm thiên ở đây hay gọi là đại phạm Mahabrahma, là tiêu biểu cho ba cõi sơ thiền. Quang thiên là các vị phạm thiên, là tiêu biểu cho cõi nhị thiền. Biến tịnh thiên là cõi của tâm thiền, bao gồm cả thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên.
Rồi quảng quả. Quảng quả thiên là cõi của tứ thiền. Thắng giả Afifu là chỉ cho phạm thiên phu tử. Vì phạm thiên phu tử không còn bốn quẩn vô sắc, không còn bốn nhân quẩn mà chỉ còn có sắc quẩn thôi. Ở đây được gọi là Afifu là thắng giả. Rồi cái đối tượng mà nhận thức đó, nói về tư duy trừu tượng, có sở kiến sở văn, sở giác sở tri, đồng nhất sai biệt tất cả mà lấy bàn. Thì ở đây thưa quý vị, chữ sở kiến gọi là đích thác, tức là chỉ cho nhận thức cái bị cái thấy. Sở văn xúc tác là dĩ thức, là nghe. Ở đây người dịch là sở tư niệm. Thật ra chữ muốn tác nó khác với chữ sanchetana. Chữ sanchetana như là sanchetana hara, tức là tư niệm thực. Thì cái chỗ đó chúng ta dịch là tư niệm, ở đây cũng dịch là sở tư niệm thì nghe nó trùng đi. Nhờ có Bali cho nên chúng ta mới biết cái chữ muốn tá. Trong trường hợp này gọi là ở trong thanh tịnh đạo chỗ này, chúng tôi đến đây chúng tôi không, chúng tôi bỏ cái dịch là sở tư niệm mà chúng tôi gọi là sở giác. Ở đây vì ở trong các cái giác quan đó thì cái bút tá là chỉ cho khứu giác, vị giác và xúc giác. Ngửi, nếm và đụng. Còn sở tri, quy nha tá là chỉ cho cái giác quan thứ sáu. Như vậy là sở kiến tức là thị giác, sở văn là thính giác, và sở giác ở đây là chúng ta chỉ cho khứu giác, vị giác và xúc giác. Còn sở tri là tri giác, quy nha tá. Còn cái chữ đồng nhất và sai biệt đó, thì nó có nghĩa như thế này. Những vị tu thiền khi mà tâm đạt đến một cảnh giới duy nhất không biến đổi thì chắc là đồng nhất. Còn những người không đắc chứng thiền thì chắc có nhiều cảnh khác nhau. Cho nên gọi là sai biệt. Cái loại tưởng tri đồng nhất á, thì nó sản sinh ra triết học nhất nguyên và tôn giáo nhất thần. Còn tưởng tri sai biệt thì nó sản sinh ra triết học đa nguyên và tín ngưỡng đa thần. Cho nên hai cái từ đồng nhất và sai biệt ở trong trong này đề cập đến, chúng ta phải hiểu như vậy. Cái chữ tất cả
Nhưng tất cả ở đây là ám chỉ cho tất cả các pháp nói trên gom chung lại thành một khối. Và cuối cùng là Niết Bàn. Chữ Niết Bàn ở đây đó không phải là chỉ cho Niết Bàn mục tiêu cứu cánh của cái pháp siêu thế ở trong cái pháp siêu thế hay là đạo quả và Niết Bàn, không phải. Nhưng mà ở đây Niết Bàn là chỉ cho Niết Bàn hiện tại ở trong 62 tà kiến ngoại đạo họ chấp, được nói đến trong bài kinh Phạm Võng. Họ nói năm Niết Bàn hiện tại là thụ hưởng các khoái lạc giác quan, đó là Niết Bàn. Bốn cõi thiền là Niết Bàn. Thì lạc của sơ thiền họ cho là Niết Bàn, lạc của nhị thiền gọi là Niết Bàn, lạc tam thiền gọi là Niết Bàn, lạc tứ thiền gọi là Niết Bàn, và lạc của các giác quan là Niết Bàn. Họ chấp như vậy. Thì Niết Bàn trong trường hợp này chúng ta phải hiểu như thế. Cho nên khi mà hiểu cái đó chúng ta mới thấy tại sao kẻ vô phân phàm phu không hiểu các pháp bậc thánh, nó nghĩ đến Niết Bàn nó chấp nhận Niết Bàn là tự ngã, rồi nó quan hỷ thích thú với Niết Bàn. Phạm phu chưa đắc chứng Niết Bàn sao mà biết. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, theo cái triết học của Ấn Độ thời bấy giờ thì cái danh từ Niết Bàn đó vẫn có thường xuyên ở trong tất cả, vẫn có thường xuyên ở trong tất cả. Cho nên ở trong cái bài này khi mà đề cập đến cái danh từ gọi là Niết Bàn thì chúng ta phải hiểu là cái từ đó xài rất thông thường ở trong cái quan điểm kiến chấp, chứ không phải là chỉ Niết Bàn mình xài ở trong Niết Bàn là một cái trạng thái. Đoạn tận phiền não, chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ, cái điểm này chúng ta cần phải ghi nhận, cần phải biết.
Thì sau khi chúng ta nắm được nội dung của bài kinh này mà Đức Phật Ngài dạy về cái sự nhận thức khác biệt sự nhận thức thế giới vật chất, thế giới sanh loại, thế giới trừu tượng, 24 cái thế giới đó, cái sự nhận thức khác biệt về 24 thế giới đó của bốn hạng người là hạng phàm phu, hạng thánh hữu học, hạng thánh vô học là A La Hán Thinh Văn và bậc Đấng Như Lai bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Thì sau khi biết được rồi thì ta sẽ hỏi rằng nhận thức như thế nào? Ở đây thưa quý vị, hạng phàm phu đối với 24 cái thế giới đối tượng thì họ tưởng tri đất nước lửa gió sinh vật chư thiên sinh chủ vân vân, tưởng tri gọi là sanjanati. Và họ nhận thức, họ thấy ở trong đất, thấy đất, họ nghĩ đến đất và họ cho rằng địa đại là tự ngã. Nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, nghĩ đến tự ngã như là địa đại, và nghĩ rằng địa đại là của ta, nên có sự thích thú ở trong địa đại. Tại sao hạng phàm phu khi mà nghĩ đến địa đại thì họ thích thú với địa đại? Vì sao vậy? Vì người ấy, hạng chúng sinh phàm phu đó không liễu tri địa đại, không liễu tri đất, nước, lửa, gió, vân vân. Đối với bổn học thì vị đó thắng tri chứ không có tưởng tri đất nữa, mà là thắng tri đất là đất. Vì thắng tri đất là đất, tức là địa đại và địa đại, cho nên vì ấy không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu địa đại, không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, không nghĩ đến địa đại là của ta, nên không có sự thích thú trong địa đại. Chỉ biết đất là đất, nước là nước, lửa là lửa, gió là gió, là pháp vô vi thôi. Và không học này. Nhưng mà ở đây trong trường hợp này, đối với bậc không học, khi vị ấy nhận thức về địa đại vân vân, vị đó không có chấp thủ, thì Đức Phật Ngài nói rằng ta nói vị ấy có thể liễu tri địa đại, có thể, có thể. Hạng phàm phu thì không liễu tri địa đại, nhưng mà
đối với bậc hữu học thì có thể liệu tri điều đó. Còn đối với vị A-la-hán, sự nhận thức của vị A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc như thế nào? Ở đây thưa quý vị, bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc phẩm hạnh viên mãn, việc nên làm đã làm gánh nặng đạt xuống, đã đạt đến chánh trí giải thoát. Vị đó cũng thắng tri địa đại là địa đại. Vì thắng tri địa đại và địa đại, đất là đất, vậy không có nghĩ đến địa đại, không có nghĩ tự ngã đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, nên không có sự thích thú đối với địa đại, vân vân. Vì sao vậy? Là bởi vì vị ấy đã liễu tri địa đại, đã liễu tri. Vị A-la-hán vì đã liễu tri địa đại cho nên không có thích thú với địa đại. Vì vị ấy đã đoạn trừ tham, nên không có thích thú với địa đại. Vì vị A-la-hán đã đoạn trừ sân, sân đã được đoạn trừ nên không có thích thú với địa đại. Đã được đoạn trừ si nên không có thích thú với địa đại. Bây giờ đến cái sự nhận thức của Như Lai chánh đẳng giác, của đấng Như Lai chánh đẳng giác. Bậc A La Hán, Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác phải thắng tri địa đại là địa đại. Vì thắng tri địa đại là địa đại, địa đại đây là đất, nên ngài không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, không nghĩ đến địa đại là của ta, ngài không có thích thú với địa đại. Vì sao vậy? Một là vì Đức Như Lai đã liễu tri địa đại. Hai là vì Đức Như Lai biết rằng hỷ tham là cội rễ của sự đau khổ, từ hữu sanh khởi lên, từ hữu có sanh già và chết đến với loài hữu tình. Ngài với cái sự diệt trừ hoàn toàn các ái ly tham đoạn diệt và sự xả ly, từ bỏ hoàn toàn các ái, đã chân chánh giác ngộ vô thượng chánh đẳng giác. Như vậy thì ở đây chúng ta nên hiểu là đối với chúng sanh khi mà nhận thức về cái thế giới của vạn pháp, trong đó
có cái thế giới vật chất, đất cửa gió, cái thế giới sanh loại như là chúng hữu tình, cõi dục giới, rồi chư thiên, rồi sanh chủ, rồi phẩm thiên, rồi phẩm thiên vô tướng là thắng giả, niết bàn. Khi mà nghĩ đến đó đó thì cái hệ quả như thế nào? Hạng phàm phu vô văn, khi mà nghĩ đến tự nghĩ đến các thế giới đó thì nó tưởng tri bằng cách là nó suy diễn và chấp cái tôi cái ta ở trong cái thế giới đó, nên có cái sự thích thú tham đắm, vì rằng chúng phàm phu chưa liễu tri các pháp. Còn đối với bậc ngũ học, vì rằng có thể liễu tri các pháp bằng cái trí tuệ giác ngộ của mình, cho nên bậc ngũ học thắng được cái thế giới vật chất, thế giới sanh loại, do nhờ thắng tri như vậy cho nên vị này không có cái sự chấp thủ về thế giới đó, mà không có sự thích thú trong cái thế giới đó. Còn đối với bậc A-la-hán thanh văn thì các ngài vì đã liễu tri được các pháp, đã đoạn tận tham sân si phiền não, cho nên vị đó nhận thức về các thế giới, vị đó thắng tri, do thắng tri nên không có chấp và không có thích thú ở trong cái thế giới vật chất, vân vân. Còn đối với bậc A-la-hán chánh đẳng giác, Đức Như Lai chánh đẳng giác, ngài cũng đã, vì ngài cũng đã thắng tri được cái thế giới vạn hữu đó. Thêm nữa là vì ngài biết được duyên khởi của các pháp, từ cái sự thích thú hỷ tham đó, nó là nguồn cội của sự đau khổ và đưa đến cái sự sanh, sự già, sự chết cho chúng hữu tình. Như vậy cái sự nhận thức của bậc Như Lai chánh đẳng giác tuyệt vời hơn sâu sắc hơn đối với chúng thinh văn hữu học và vô học. Nhưng mà chúng thinh văn đệ tử Phật, bậc vô học, bậc hữu học thì vẫn thù thắng hơn là hạng phàm phu vô văn, bởi vì có cái sự ngộ nhận sai lầm ngã chấp mới dẫn đến cái sự khổ đau. Thì đó là ý nghĩa của bài kinh Mula Pariyaya Sutta
mà chúng tôi cố gắng trình bày, phân tích ý nghĩa để chúng ta có thể hiểu được bài kinh. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc bài giảng hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay thật ra thì lúc ban chiều chúng tôi về chúng tôi cũng rất là mệt, tưởng chừng như không có giảng được, nhưng mà vì khởi đầu cái bài kinh khởi đầu của Trung Bộ, và hôm nay là ngày mà chúng tôi bắt đầu giảng cho gọi là cái giáo trình mới, cho nên chúng cố hết sức để vượt qua cái cảm thọ khổ của thân mà giảng được đến cái giờ này hết. Cái bài kinh kể cũng mừng, cũng hoan hỷ. Chúng tôi xin được chia phước, chúng tôi xin chia phước của thời giảng ngày hôm nay đến chư tôn đức và thân với tất cả chư tu nữ, chư Phật tử. Mong quý vị được sản vui tiến hóa. Và bây giờ xin cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trở lại điều họp. Nam mô Bụt Thầy. Ta tu cái chân niệm thì rồi về siêu, thì ta không khỏe cái chân thì rồi về siêu đi nghỉ. Và tiếp theo thì xin thỉnh thì có pháp đăng và nghĩ trả lời cho câu đầu tiên. Không biết thì tổ pháp đăng có nghe được không? Dạ. Thì tổ pháp đăng, có nhiều người tin rằng cái nhìn của chúng ta rất là dễ thay đổi. Chỉ cần bàn thảo, chỉ cần suy tư là thay đổi được. Nhưng mà phải chăng là theo Phật pháp đó, có những cái nhìn mà phải do sự tu tập chúng ta mới thay đổi được. Ví dụ như là chúng ta nói về cái nhìn về ngã chẳng hạn, thì theo thượng tọa đó, phải chăng là có những cái nhìn trong cuộc sống đó, mà phải do tu tập mới có thể thay đổi được cái tính thượng tọa? Alo, alo, vì nghe được không? Alo, dạ, yeah, cảm ơn quý vị. Dạ, yeah, có pháp tăng kính đánh lễ Thượng tọa Thế Xuyên, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa tăng đỏ Bình Thành cùng với quý Thượng tọa. Kính chào chư Đại Đức Tăng. Kính thưa quý bài cổ tụng nữ, kính thưa quý Phật. Thật sự thì chúng ta biết rằng có những cái tri kiến thì phải do tu tập để đoạn trừ. Bởi vì thường thường thì chúng ta biết rằng đối với cái nhìn của chúng ta đối với cái cuộc sống, hay là đối với sự luân hồi, đối với cái sự đoạn trừ những cái phiền não, hay là đối với những cái sự biết về những cái gì về nhân về quả, thì thật sự đó là chúng ta không có thể nào hiểu được. Và Đức Phật thì ngày thuyết giảng là ngày phân tích từng phần. Thì khi mà chúng ta có tu tập như vậy đó, thì chúng ta mới có thể thay đổi được. Bởi thường thường ví dụ giờ chúng ta thấy là một cái người cứ nói là tôi, nhưng mà chúng ta có tu tập mà bốn quay nghi đó, mình thấy đi đứng nằm ngồi đó, thì mình thấy rằng mỗi lúc mình ngồi lâu đó thì nó sanh ra cái khổ. Và nếu mà mình niệm thì mình thấy cái tâm mình phản ứng, mình khó chịu với cái tư thế ngồi, mình phải đứng lên. Nhưng mà khi mình đứng lên đó, thì mình sẽ dễ chịu. Nhưng mà thường thường đó, mình biết rằng hồi xưa mà khi mình chưa tu tập bốn quay nghi đó,
thì mình muốn đứng lên thì mình đứng thôi. Nhưng bây giờ mình có tu tập rồi đó, thì mình mới thấy rằng thật sự là mình khó chịu đối với oai nghi đứng. Bây giờ mình ngồi xuống hay là mình đi, mình biết đó là cái trạng thái của những cái tâm sân, những cái gì mà không có vừa lòng mình, thường thường như vậy. Nhưng mà rồi mình tu tập đó, mình cũng sẽ biết được những cái gì mà mình thích thú, đi đứng nằm ngồi thì cũng sanh ra những cái cảm thọ mà mình thích thú, mình cho là ta hay là tự ngã của ta, hay là ta mập ta ốm, ta đẹp ta xấu, thì cái những cái tư tưởng đó, đó, những cái tư tưởng đó nó đã là những cái phiền não rồi. Nhiều khi nào mình tu tập đó, mình mới thấy được. Nên thường thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày dạy những người nào mà hiểu được cái ngũ uẩn, cái ngũ uẩn này là vô thường, là khổ, là vô ngã đó, chỉ nhờ Đức Phật hoặc là đệ tử của Đức Phật, từ hai cái người này mà mình nghe được cái chánh pháp, từ hai cái vị này, hai vị Đức Phật và đệ tử của Đức Phật, chúng ta mới nghe và chúng ta mới có tu tập được. Chính vì như vậy nên khi mà chúng ta có tu tập, bất luận là cái sự tu tập nào, chúng ta có thể tu tập về tứ đại hoặc là tiểu oai nghi, đại oai nghi, hay là chúng ta tu tập thể trược, hay là chúng ta tu tập về hơi thở đó, hay là chúng ta tu tập về 32 thể trược, thì khi mà mình có tu tập như vậy đó, mình mới thấy rằng cái cơ thể của mình đó, nó được tồn tại đó, nó nhiều cái điều kiện không khí tốt để mình thở nè, vật thực mà không có độc tố để mình sinh tồn nè. Rồi mình không gặp những cái chuyện thiên tai lũ lụt, những cái chuyện mà binh đao chiến tranh, không có những cái sóng thần động đất. Chứ còn nếu có những cái chuyện đó đó, dù mình có ăn có uống có ngủ rồi, nhưng mà lũ lụt mình cũng bị bỏ mạng, hoặc là sấm sét đánh trúng mình cũng bỏ mạng. Thì khi mà chúng ta có tu tập như vậy á, thì chúng ta mới thấy rằng cái con người chúng ta mà có sống được đó, là những cái điều kiện thuận lợi, tất cả những điều kiện thuận lợi thì mình được sống còn. Nên thường thường Đức Phật nói rằng khó thai được sống còn, khó thai được làm người, khó thai được sống còn, khó thai nghe diệu pháp và khó thai Phật ra đời. Mình sống còn đó là một chuyện rất là khó, bởi vì thường thường quý vị thấy rằng ví dụ như mình ở một cái vùng mà những cái vùng mà lạnh khoảng chừng 50-60 độ âm, thì chỉ cần không có nhiên liệu sưởi đó, thì trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ là mình có thể chết, mình có thể chết. Nhưng mà nhờ mình ở những cái vùng đó, đó có những cái nhiên liệu, những cái nhiệt nhiệt lượng để mình ngăn cái lạnh để mình có thể sống còn được. Thì chúng ta cũng biết như vậy thì chúng ta mới thấy rằng nha, thật sự khi mà mình càng học hiểu nhiều đó, thì mình thấy cái sự sống của mình đó, nó đòi hỏi rất là nhiều những cái điều kiện. Nên thường thường mình nói rằng nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực, những cái điều đó để cho mình được tồn tại. Chứ còn nếu không đó, thì mình sẽ không có tồn tại. Mà khi mình có tu tập như vậy đó, mình thấy sanh mạng của mình đó, được tồn tại, nó cũng có nhiều cái điều kiện. Do nghiệp thiện nó duy trì cái sanh mạng này, do tâm của mình, do thời tiết không khí tốt này kia nọ, do Phật thực nó phù hợp. Chứ còn không có thì mình sẽ có những cái nguy hiểm đến sinh mạng của mình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng mình có tu tập đó, mình mới thấy được những cái sự chấp chặt của mình là sai lầm. Như mình nói là tôi như thế này, tôi như thế kia, tôi vui, tôi buồn, tôi này như thế kia. Nhưng mà khi mình tu tập rồi, mình mới thấy rằng đó là những cái thành tố, đó là những cái tâm, những cái tâm sở, những cái điều kiện sắc pháp, những cái điều nuôi dưỡng vật sắc pháp này, điều nuôi dưỡng tâm này mà mình tồn tại. Khi mình hiểu được như vậy, mình mới thấy rằng mình tồn tại là có nhiều cái điều kiện nhân duyên để mình tồn tại. Như vậy mình mới phá bỏ được những cái tà kiến, đó là những cái thường kiến. Những cái thường kiến mình nghĩ rằng mình sẽ như thế này, như thế kia, như thật sự ra cũng thấy chúng ta còn sống hay là bị chi phối về nghiệp quả. Nên thường thì quý vị thấy những khi mà Đức Phật nghe thấy những cái người Bà La Môn, họ nghĩ rằng họ buôn bán năm này năm sau, mùa này mùa sau buôn bán cái này cái kia, nhưng Đức Phật nghe biết là họ chỉ sống có 7 bữa nữa thôi, họ chết. Khi mà họ nghe như vậy thì họ sợ, nhưng mà họ cũng biết rằng Đức Phật biết được cái điều đó, là Đức Phật có những cái phương pháp để dạy.
Và cái người Bà La Môn này đã đến nghe pháp và đã đến bốn đường, và cũng chết nhưng mà để sanh lên cõi vui chứ không có rơi vào cõi khổ. Nói như vậy thì chúng ta biết rằng đối với chúng ta đó, thì chúng ta có tu tập đó, thì chúng ta mới thay đổi được những cái gì mình nói là cái tự ngã, những cái trường. Và thật sự thì những cái tự ngã của mình nó chỉ là những cái điều kiện do nghiệp duyên, do vật thực, do tâm thời tiết này kia nọ nó hỗ trợ thôi. Chứ còn mình thì đời sống của mình thì thật sự nó rất là mong manh. Nếu mình thấy rất là mong manh thì thật sự rất là mong manh. Nhưng mà những người không thấy được như vậy thì nghĩ rằng thường hằng tường tồn, chứ thật sự nó cũng rất là mong manh. Như vậy thì do mà chúng ta tu tập được đó, chúng ta có tu tập, chúng ta có cái chánh niệm tỉnh giác. Chúng ta có chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta mới thấy cái sự sanh diệt của tâm, của những cái điều kiện của chúng sanh, của những người xung quanh, luôn cả những cái gì mà chúng ta cho nó là bình an lạc, nhưng thật sự cái đó nó cũng chỉ là những cái điều kiện để được bình an lạc thôi. Chứ những cái điều kiện ngược lại thì nó sẽ gây ra cái sự khổ đau thôi. Thì như vậy nên chúng ta có tu tập đó, chúng ta mới thay đổi được. Chúng ta có tu tập, chúng ta nghe pháp, chúng ta có tu tập thì chúng ta mới thay đổi được cái định kiến, những cái gì mà chúng ta cho nó rằng là ta, là tự ngã của ta. Thì ở trong cái câu thảo luận này thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại từng tọa, nếu cái gì nói thêm thỉnh từng tọa. Chào thưa quý trình chủ tọa pháp đặc. Chư Minh Thông có mặt ở trước máy không? Nếu Chư Minh Thông nghe được, xin Chư Minh Thông trả lời cho cô tiếp theo. Chư Minh Thông, có nhiều người ở trong chúng ta biết rất là nhiều. Yeah. Có thể nói rằng biết chuyện Đông Tây, Kim Cổ, chuyện này, chuyện kia, nhưng mà do cái phiền não, do cái ngã tính nên chúng ta hiểu sai, chấp sai. Như vậy biết nhiều, biết nhưng mà biết sai thì có gọi là trí tuệ không? Cái thỉnh Chư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, mà một người Phật tử hay là một vị tỳ kheo mà đã biết mình sai lầm, mình nhận ra điều sai, thì đó là cái trí tuệ của người hành giả đó. Và những người mà thật sự tu hành thì biết mình sai thì mình sửa chữa và mình sám hối. Sám hối có nghĩa là mình thấy rằng mình đã sai lầm và cương quyết không tái lập nữa, không tái phạm nữa, thì đó là cái trí tuệ. Vì vậy cho nên biết sai và cương quyết để sửa, đó là trí tuệ. Mà biết sai mà cái lầm lỉ đi vào đi cái sai nữa là người đó cái tham ái quá nặng, là người đó sẽ bị đọa địa ngục. Vì vậy cho nên trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là có quan trọng mình biết điều này nào sai, điều nào phải, thì biết sai để thành thật nhận lỗi, rồi tìm hiểu vì sao mình lỗi, sẽ xả cái tâm tham của mình, cái tâm tham dục của mình nó quá nặng đi. Thì vì vậy cho nên người hành giả nó cần phải quán cái sự bất tỉnh của cái thân xác của mình và cái nhân quả của giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nghĩa là biết điều sai mà mình phạm lỗi, tức là mình bằng lòng đi vào địa ngục, thì trên đời này không có kẻ ngu đôi như vậy. Vì vậy cho nên biết sai là một cái điều quan trọng. Có thể nói là quan trọng nhất trong cái việc tu hành của chúng ta. Mình phải biết chỗ nào đúng mà đi theo và điều sai thì buông bỏ. Vì vậy cho nên cái giáo pháp trong Đức Phật Thích Ca, của giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái buông bỏ là cái điều quan trọng nhất, là mình phải can đảm mình buông bỏ những cái điều đó, dầu cho mình thấy rằng trong cái vô minh mình thấy rằng đó là cái thiệt hại, nhưng sự thật nó không thiệt hại. Mình buông bỏ những cái điều sai là điều tốt cho mình, để mình lần lần được thăng hoa. Vì vậy cho nên nếu mà có cái được phép trích lời của Ngài Huệ Năng, thì Ngài nói với đệ tử của Ngài, trong 24 giờ đồng hồ, cái việc mà của ta làm chỉ là tìm cái sai lầm, cái lỗi lầm của ta mà thôi. Đó là lời của Ngài Huệ Năng nói. Và con đã tán thán, con đã thấy điều đó là nó hợp với con, cho nên là con nhớ lời đổi hoài. Thưa Sư Phụ, đó là những điều mà con
nhận thấy trong giai đoạn này. Con xin trình bày những điều con thấy là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng dạy cho thêm những điều con nói không đúng. Và con chưa chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú, xin chân sư Minh Thông. Thưa vị, tại vì hôm nay không có nhiều vị giảng sư, nên chúng tôi xin được tiếp lời để góp một phần vào ý nghĩa của bài kinh căn bản pháp môn. Trước nhất thì qua bài kinh này chúng ta nên hiểu rằng mỗi chúng ta khi mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, xúc chạm, suy nghĩ đó, thì đối với cả thế giới này thì chúng ta thường đối diện bằng cái ngã tính của mình. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ở trong phòng chúng tôi có một số các tượng Phật. Chúng tôi nhìn vào một pho tượng Phật của Tây Tạng. Thì thưa quý vị, không có đơn thuần là tượng Phật của Tây Tạng giống như tượng Phật của Thái Lan, của Thái Lan, mà chúng tôi nhìn vào dựa trên một số cái quan điểm chủ quan của chúng tôi về cái chủng tộc. Mình nhìn tượng Phật Tây Tạng khác với những tượng Phật Việt Nam, bởi vì mình là người Việt Nam. Tượng Phật Tây Tạng là truyền thống của Phật giáo Mật Tông, mà chúng tôi tu theo Nam Tông, chúng tôi nhìn thấy khác biệt. Chúng tôi thích màu trắng hay là những màu đơn giản, một màu, nhưng mà tượng Phật Tây Tạng có nhiều màu. Thì cái chuyện mà màu sắc, chuyện mà tông phái, chuyện mà văn hóa của dân tộc, vân vân, nó tạo cho chúng tôi một cảm giác hoàn toàn khác với một nhà sư khi nhìn vào tượng Phật của Tây Tạng. Sự khác biệt đó nó là một điểm cố nhiên, vì mình lớn lên trong nền văn hóa khác, mình lớn lên trong một truyền thống văn hóa khác, mình lớn lên ở trong cái nhìn về nghệ thuật khác. Nhưng mà nếu chúng tôi dùng cái văn hóa của mình, dùng cái tông phái của mình, dùng cái phẩm vị nghệ thuật của mình để phê phán, để đánh giá, tượng về là xấu, tượng về không đẹp, tượng thế này, tượng thế kia, thì chúng ta sẽ thấy rằng một pho tượng không còn là một pho tượng bình thường nữa, mà ở trong pho tượng đó, đó nó tạo nên rất là nhiều những cái nhận thức chủ quan, những cái phản ứng chủ quan của đời sống. Có nhiều lần chúng tôi có dùng một cái thí dụ là một người Phật tử dùng một người Việt Nam, dùng cái nhân của người Việt Nam để thẩm định áo kimono của Nhật Bản, hay là một áo dài của phụ nữ Hàn Quốc. Chúng ta thấy nó không có đẹp, chúng ta thấy nó cầu kỳ, chúng ta thấy nó gò bó hơn là áo dài Việt Nam. Điều đó không có nghĩa là cái nhìn của chúng ta đã đúng hoàn toàn. Chúng ta quen với chiếc áo dài, chúng ta quen ăn cơm, chúng ta quen ăn nước mắm. Thì khi một cái thực phẩm không nước mắm, một cái nơi mà người ta ăn khoai tây mà thế chứ cơm, một cái nơi mà họ mặc áo kimono không mặc áo dài, thì thưa quý vị, chúng ta thấy nó khác đi. Nhưng cái sự chủ quan về những văn hóa đó, nó ít có ảnh hưởng chúng ta nhiều bằng cái nhìn chủ quan đến từ cái ngã tính, gọi là đối chiếu với tự ngã. Cái đối chiếu với tự ngã là mình đưa ra một cái hình mẫu nào đó, và cái mình hình mẫu đó là chúng ta mơ ước, chúng ta tưởng tượng, chúng ta mong mỏi sẽ trở thành. Và ở đây nó có vấn đề. Ngày hôm nay thưa quý vị, người ta thường
hay dùng cái chữ gọi là thần tượng. Họ thần tượng một ai đó, là họ sùng bái người đó, họ cảm thấy người đó là cái hình mẫu mà họ muốn trở thành. Ví dụ như là có những người họ rất là thích một hát, hay có những người họ thích một cách chơi đá banh, có những người họ thích những người đó sử dụng, xử lý một cái điệu nhạc, nhạc bolero chẳng hạn. Thì tất cả những điều này đó, ban đầu nó trở thành một sự hâm mộ, nhưng mà nó đi len lỏi vào trong tâm thức của mình, và nó khiến cho chúng ta thần tượng những thứ đó. Cái đó nó phải là như vậy, nhạc hay phải là như vậy, một mẫu người đẹp trai đẹp gái phải là như vậy, một con người mà là anh hùng phải là như vậy, là liệt nữ là phải như vậy, là bậc anh thư là như vậy, là một con người có phong độ là phải như vậy, vân vân. Tất cả những cái định nghĩa đó, tất cả những điều đó, nó là những cái đống khung. Và cái đống khung đó, nó dựa trên cái quan niệm thuộc về ngã tính, hoàn toàn về ngã tính. Thưa quý vị, ở trong cái quan điểm theo mỗi một thời đại, ví dụ như là có những văn hóa họ quan điểm cái đẹp phải là giản dị, như là cái nghệ thuật của Zen của Nhật Bản, ở trong một căn phòng ít bài biện, để một bình hoa, nó toát lên cái vẻ đẹp của cái hoa, mà cái hoa đó không cần nhiều thứ để tôn lên cái đẹp của cái hoa đó. Và tại vì giữa một cái không gian rất giản dị, thì một cái bình hoa với một bông hoa thôi, nó nổi bật lên. Thì cái đó gọi là nghệ thuật Zen. Và khi mà chúng ta đi vào trong một đám đông, như là đám đông vận động tranh cử, người ta treo những lá cờ rất là chúng ta gọi là khởi sắc rợp trời, gây cho một ấn tượng rất là hào hùng, rất là ấn tượng cho người đến tham dự. Chúng ta gọi là có cái khí thế, thì cờ xí ngọc trời, thì cái đó nó cũng là phương cách. Thì bây giờ đối với một con người chúng ta, khi mà mắt thấy, tai nghe, ngửi mũi, lưỡi nếm, thân cảm xúc, nó có một cái gì đó mà nó khiến cho chúng ta đặc biệt ưa thích và đi vào chỗ chấp thụ. Thứ vị, bản thân của chúng tôi nhiều năm sống ở tại Mỹ, thì có một món ăn mà hầu như đi đâu chúng tôi cũng mang theo, đó là oatmeal. Thì thứ vị, oatmeal ở Mỹ ấy, nó rất là đơn giản, là chúng ta chế vào trong cái bình mà giữ nóng được, nó phải không hẳn là bình thủy mà bình có ba cốc, và chế nước sôi vào đậy lại ở trong 5 phút 7 phút sẽ chín, và nó cũng có nhựa. Chúng tôi ăn mỗi buổi sáng, chúng tôi ra phi trường chỉ cần chế nước sôi vô là có một oatmeal ăn, và đi đâu nó cũng tiện lợi. Nó trở thành một cái một món ăn rất là quen thuộc. Và chúng tôi cũng thường nói với chư tăng và đối Phật tử nên giữ oatmeal cho nhiều. Chúng ta có thể xài trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, nấu cháo cũng được, thậm chí mình làm khô, mình nấu khô khô giống như cơm nhão ăn cũng được, và nấu chè ăn cũng được. Thì có nhiều người cảm thấy rằng cái gì khôi hài, oatmeal có gì đâu mà lớn chuyện như vậy. Nhưng mà bởi vì chúng tôi thường đi đó đi đây, và oatmeal trở nên rất là tiện dụng để ăn, và lâu ngày cảm nhận một điều rằng mình hay có một cái sự chấp thủ quá đáng, đồng ý là nó tiện lợi, đồng ý là nó dễ nấu, đồng ý là nó nhanh, nó gọn, nhưng mà nó phải là một thứ lý tưởng trong cuộc sống. Nó phải là một thứ lý tưởng, mình phải thấy điều đó.
Hay là chúng tôi có gặp một vài Phật tử, họ mua một chiếc xe biết khắp đất Toyota, họ chạy 17-18 năm vẫn bền, vẫn còn xài được, vẫn tốt. Và khi chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với các vị này á, thì các vị này nói rằng ở trên thế gian này không có hãng xe nào tốt bằng Toyota, mà có cái hiệu Toyota là nhất. Dạ, xin lỗi quý vị còn nghe được không? Dạ, quý vị nghe được không? Dạ, quý vị có nghe lại được. Dạ, vâng. Thì ở đây, khi mà chúng ta sống và chúng ta tiếp xúc, chúng ta nên nhớ rằng, khi Đức Phật đưa ra bốn cái hiện tượng của thế giới vật chất là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, đó là một cách nói, một cách nói rất là bản thể. Do có địa đại, tức là chiếm hữu không gian đó, nên chỉ chúng ta có những vật thể là vuông, là tròn, là lớn, là nhỏ, là rộng, là hẹp. Nếu ví dụ như là mình nhìn thấy cái mặt bàn tròn, hay là mặt bàn vuông, hay vật lớn vật nhỏ, cương cứng thô phụ, đều là cái biểu hiện của địa đại. Và thủy đại đó là chúng ta nói lên cái chất loãng, nhưng mà nó cũng là có chất kết hợp. Chất loãng thì chúng ta nói có chất loãng trong thân, chất loãng bên ngoài, như là ao hồ đại dương, và nói theo pháp bản thể là cái chất mà nó kết hợp lại. Hóa đại là cái gì? Thuộc về chất ấm, nóng, từ chất ấm trong châu thân cho đến cái lửa, nhiệt lượng. Và đó nữa, đi xa hơn nữa là cái năng lượng. Và rồi chúng ta nói đến gió là sự vận hành, chuyển dịch, dù là sự vận hành của một hạt vi trần hay sự vận hành của các tinh cầu. Thì những hiện tượng này á, nó, nếu mà chúng ta nhìn cho rõ thì nó tạo ra muôn màu, muôn sắc, muôn cái hiện tượng trong cuộc sống. Và nó khiến cho chúng ta có cái cảm giác thoải mái khi lên đi đến một bờ biển, khi lên trên rừng, khi đến các đô thị. Hình ảnh của những tòa nhà chọc trời, những con đường thênh thang, những cánh đồng bạc ngàn, bao la bất tận, những bãi biển mà nắng gió làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc, tất cả đều là những hiện tượng của thứ đại. Nhưng mà khi chúng ta tiếp xúc với thế giới đó ban đầu á, thì chúng ta sung sức. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta thường nghĩ, à, bãi biển này nên thơ quá, đẹp quá, dễ thương quá. Tại sao mình không mua một căn nhà? Tại sao mình không làm chủ một miếng đất? Để mình phải lui tới lượng thiền, thì bắt đầu mình có tiếp ngã chứ. Hay hoặc giả là chúng ta đang sống ở một cái vùng biển như là ở Clearwater, ở Tampa Bay, mà có ai về nói là biển ở đây đẹp quá, thì chúng ta cũng khởi tâm hãnh diện. À, cái nơi mà mình ở, ta khen rất là đẹp. À, nơi mình ở là ở chỗ nào? Mình đang ở Clearwater, mình đang ở Tampa Bay, và ta về ta nói ở đây rất là đẹp, thì mình cảm thấy hãnh diện. Thì trong sự hãnh diện đó, nó lại liên quan đến ngã trứng. Con người của chúng ta là ai? Chúng tôi lấy một ví dụ là có những nền văn hóa mà người ta rất là kính trọng các vị tu sĩ, mặc chiếc y lên đi khất thực, cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng có những nền văn hóa đó, họ không thích những vị tu sĩ, đi ra đường họ nhìn mình, họ kỳ thị, mình có cảm giác khác. Hầu như là chúng ta luôn luôn vẽ ra những hình ảnh là tôi là, hoặc giả là tôi đang là, tôi sẽ là, và một cái dự phỏng, một cái dự cảm,
một cái kỳ vọng, một cái mong muốn mình sẽ trở thành một người nào đó, mình sẽ trở thành một người nổi tiếng, mình sẽ trở thành giờ biết gì có thể chơi chúng tôi một chút. Thì thưa quý vị, ở đây Đức Phật Ngài đưa ra bốn cái nhìn mà trong văn học Phật ngữ gọi là tưởng tri, thắng tri, tuệ tri và biến tri. Tưởng tri là cái biết từ cái ấn tượng. Ấn tượng ở đây là gì? Là những gì đã in vào trong lòng, những gì mà mình đã trải qua, những gì mình được giáo, những gì được hấp thụ. Đây là núi, đây là biển, đây là những gì trang nhã, đây là cái gì thô kệch, đây là thế này thế kia. Cả đời chúng ta hấp thụ, đem vào lòng những cái ấn tượng, những cái giáo dục, những cái hướng dẫn của xã hội. Chúng ta là người Việt Nam, người ta dạy rằng chiếc áo dài đẹp chứ không phải nói kimono là đẹp. Và lớn lên chúng ta đi đâu cũng thấy áo dài đẹp, không thấy áo kimono đẹp. Chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta thích ăn cơm là ngon, và cho khoai tây hoài chúng ta sợ. Cái đó gọi là những cái biết mà dựa trên cái kinh nghiệm đã từng trải, đã hấp thụ. Chúng ta gọi đó là bản năng cũng được, hay là do cái sự lớn lên từ văn hóa cũng vậy. Nhưng một vị thánh hữu học, vị đã đoạn tận thân kiến rồi, thì vị này mặc dù cũng có rung động trước những cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon xúc lạnh. Nhưng mà khi vị này có thể rung động đối với những pháp khả ý, nhưng mà do chứng kiến biết bàn, vì đó thấy rằng điều đó không có tuyệt đối, nó không tuyệt đối. Lấy ví dụ như là chúng tôi hồi còn nhỏ, chúng tôi nhớ rằng có những lần chúng tôi đi những cái bờ mẫu ở ngoài ruộng, hai bên là những cánh đồng đầy lúa xanh. Và trên con đường đi có những là cây hàng cây xoa lũa rất là cao, rất là mát. Và buổi chiều về, gió mát đi bờ mẫu dưới ruộng đồng, chúng thấy đó là thứ tuyệt đẹp, không có gì đẹp hơn được. Tuyệt đẹp. Cái đó là cái biết, điều mà Đức Phật gọi là tưởng tri. Gió đó, đồng ruộng đó, hàng cây đó. Nhưng mà khi mình cho là nhất, không có gì bằng á, thì cái đó là cái sai lầm. Rồi lớn lên được, đi ra nước ngoài, đi chỗ này chỗ kia, thì mình mới thấy rằng mỗi một nơi nó có vẻ đẹp khác, mỗi một nơi sắc thái khác nhau. Chúng tôi có những lần trở về Ấn Độ, cũng đi trên những bờ mẫu có hàng cây, không phải cây sa đũa, có những hàng cây và cũng có hương đồng cỏ đồi đó, và chúng tôi rất là thích. Nhưng mà chúng tôi biết rằng nó không phải là tất cả. Nó không phải là tất cả, bởi vì sao vậy? Tại vì mình đã có những việc đi những chỗ khác nó đẹp hơn. Thì một vị thánh hữu học cũng tương tự như vậy. Vì đó chứng đắc Niết Bàn, đã thấy được Niết Bàn lần thứ nhất gọi là vị Tu Đà Hoàn, lần thứ hai vị Tư Đà Hàm, lần thứ ba vị A Na Hàm. Thì thưa quý vị, đối diện với cái thực tại này, cho dù vị đó chưa đoạn tận phiền não, còn bị dao động, nhưng mà các vị đó hoàn toàn không có một cái chấp kiến đó là ngã, đó là chân ngã. Bởi vì sao? Vì đó nó đoạn, vì đó đã từng thấy biết bằng, thấy cái khác hơn. Đó Đức Phật là thắng thì tuệ trí là cái nhìn của chư vị A La Hán đã đoạn tận phiền não. Cái việc nó như thế nào thì biết như vậy. Đây là mắt, đây là cảnh sắc,
đây là nhận thức, cái này sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nó sao bị nhận như vậy? Một cái nhìn như nhiên, một cái nhìn như thật, một cái nhìn không vẽ rắn thêm chân, không thêm không bớt, nó sao nhận như vậy? Tại vì đoạn tận phiền não, cái nhìn của Đức Phật gọi là tuệ đi. Và cái nhìn sau cùng bài học này là cái nhìn biến đi, là của Như Lai bậc chánh đẳng chánh giác. Đức Phật không phải chỉ sự thật ra sao thấy như vậy, mà Ngài còn biết cả nguyên nhân, Ngài còn biết cái duyên khởi duyên sinh, Ngài còn biết những cái nguồn gốc sâu xa của vấn đề. Và do vậy Đức Phật không hề có một chút ảo tưởng gì đối với sự việc hết. Chúng tôi lấy là một cái người mà chưa biết gì của đích, nhìn đứng đích rồi, nó kháo kỉnh, nó dễ thương quá, dễ thương quá, thì bị nó nói rằng đích đầu cũng dễ thương. Nhưng mà trong cái lời khen nó bị chưa thấy rằng mới gặp thì dễ thương, chứ mình giữ nó lâu mình sẽ cảm thấy rất là phiền, nó sẽ đòi này, nó có cần cái kia cái đó. Một cái người khác cũng gặp đứa đích, nhưng mà bởi vì đã từng có con và đã con nó đã lớn, thì đứa dễ thương thì dễ thương, bị nó cũng thích, nhưng bị cũng hiểu rằng nó có lúc dễ thương, có lúc khó thương. Chúng ta tạm gọi là cái nhìn thứ hai, gọi là thắng thiệt. Cái nhìn thứ ba gọi là tuệ trí, là một cái người rất là bình thản. Lúc đứa nhỏ nó dễ thương thì để nó ngồi một chỗ cho nó chơi, lúc nó khóc đi tìm cái gì đó làm cho nó dễ chịu xuống, hoặc cho nó ăn, cho nó bú, không phải nó cần gì làm cái đó. Nhưng mà không có một cái ảo tưởng là con đích hoàn toàn dễ thương hay đích khó thương. Và có người nữa là một chuyên gia về vấn đề dục nhi và dưỡng nhi, thấy một đứa nhỏ thì vị đó có thể biết rằng khi mà nó cần cái gì và nên đối nó như thế nào để cho nó lớn lên, nó lành mạnh. Như người Việt Nam chúng ta thấy đích khóc thì bồng lên rồi cho nó ăn cho uống, nhưng người Nhật thì khóc. Người Nhật là nên tập cho họ nhỏ nó sống, nó phải có cái kỷ luật giờ giấc, chứ phải khi nào mà nó khóc lên bồng nó, khi nó khóc lên cho nó ăn giống như người Việt Nam. Tức là cái nhìn người ta sâu sắc hơn. Thì chúng tôi đưa ra những cái nhìn như vậy, quý vị thấy rằng cái nhìn của tưởng tri, cái nhìn của thắng tri, cái nhìn của tuệ tri, cái nhìn của biến tri, nó rất là khác biệt. Và ở đây dĩ nhiên chúng ta không có lượng được hết cái nhìn của biến tri của một vị chánh đẳng chánh giác, nhưng mà cái nhìn đó là cái nhìn mà xuyên suốt, cái nhìn mà thấy nhân thấy quả. Và thật ra các ngài không bao giờ có một cái ảo tưởng gì về ngã đối với thế giới này, đối với tất cả mọi hiện tượng, tất cả mọi hạng người, hạng sinh loại, với tất cả những hiện tượng về tâm lý, về vật lý, về khái niệm, và các ngài không có cái ảo tưởng gì về việc đó. Thì thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ trong cái bài kinh căn bản pháp môn. Và ngày mai này chúng ta sẽ bước vào bài kinh thứ hai, là kinh nhất thiết lậu hoặc. Xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Đề Đà Ma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng, đến lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con xin điềm khuyết các chị chúng ạ. Con chào hoài không thấy có bàn tay của vị nào nên xin được điềm khuyết. Dạ con kính tri ân sư và cảm ơn đạo tràng. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.
Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.